Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 122. Hồi sáng Nhân Đức gặp một chú này, chú bị bệnh rút, mà chú nói Nhân Đức có mấy người bạn cũng bị bệnh này, phần nhiều là bị sao chú mà chết hết, riêng chú bị bệnh này thời gian rất là lâu mà chú bây giờ vẫn còn sống rất là tốt. Theo những cái khớp chân khớp tay của chú nó phù lên. Nhưng mà chú nói lạ, người ta thường bị bệnh này là nó đau không tưởng tượng được, nhưng của chú thì nó phù phù lên chút thôi, ngoài ra thì nó vẫn bình thường và tu được và cũng làm việc một số việc được, không đến nỗi. Và lúc trước khi đi khám, bác sĩ nói rằng là khoảng 2 tháng nữa mắt chú sẽ bị mù, nó di căn nó sẽ mù mắt. Lúc đó Nhân Đức nói rằng chú cứ bình thường thì không sao đâu, chú cứ lo niệm Phật, chú tin vào bổn nguyện của Phật, chú cứ chân thật niệm Phật đi. Thầy chú này cũng ở trong chùa, mà hồi trưa này thì đi chung, đi qua bên kia bên chú Mài Giao, nên chú đi về chú đi xe cùng với Nhân Đức. Khi đi trên xe chú nói Nhân Đức nghe, Nhân Đức hỏi bây giờ bệnh tình chú sao sao. Chú nói từ khi tin vào bổn nguyện lo niệm Phật thôi, không suy nghĩ những việc gì mà nó làm cho mình phải sợ sệt lo âu thêm nữa, không suy nghĩ, cứ lo niệm Phật, chừng nào tới thì tới, cứ chân thật lo niệm Phật. Mà Nhân Đức nhớ lúc trước khi mà chú mới bị bệnh thì chú còn dùng thuốc đi khám bệnh đồ này kia, lấy thuốc đồ nghe, thì lúc đó cái trạng thái tâm của chú rất bất thường, không ổn định. Sau này có một lần Nhân Đức nói chú rằng chú cứ hoàn toàn tin vào bổn nguyện, chú cứ chân thật chú tin đi, chú đừng bao giờ dao động tâm chút nào, chú đừng có lo âu sợ sệt, chú cứ chân thật tin vào bổn nguyện và niệm Phật thôi, chú thí nghiệm thử đi. Thì chú này cũng nghe lời Nhân Đức, ông chân thật ông làm, thì có kết quả là bây giờ chú nói bệnh của chú giống như nó đứng lại, nó không có phát triển nữa, chú mỗi ngày rất ổn định bình thường. Còn những người bạn bệnh sau này mà chết hết, thì Nhân Đức nói với dưới chú này một câu rằng cái bệnh này nếu như người ta mà thường ở nhà sống cùng với vợ thì chắc chắn là phải chết. Bệnh này nó đau theo khớp, khớp tay, khớp chân, theo khớp xương của mình nó đau. Mà nó đau như vậy là cái sự ăn nằm với vợ chồng với nhau thì nó càng rút càng mau, chắc chắn là cứu không nổi. Tại bệnh chưa hết mà ăn nằm thì tiếp tục, càng nặng thêm là hết cứu. Ăn tổ này cũng nói điều này. Chú này là nhờ tu trong chùa, vợ cũng tu trong chùa luôn, vợ bên đạo tràng bên kia, chú ở bên đây. Thì cái chuyện vợ chồng vô chùa nó không có gì nữa. Tuổi thì khoảng 50 đổ lại, bị mang căn bệnh này. Bây giờ trạng thái của chú rất ổn định. Chú nói những người bạn ngoài đời là chết hết, thì Nhân Đức biết
ở ngoài đời với tuổi đó nhiều khi vẫn còn ăn nằm vợ chồng, chắc chắn là chết. Còn chú từ khi vô đây tới giờ mấy năm ở đây tu, thì tức khắc cái bệnh này đứng lại liền, và nhờ công đức niệm Phật, nhờ tin vào bổn nguyện niệm Phật, tức khắc nó đứng lại, trạng thái ổn định. Chú nói chuyện với Đức, chú nói bây giờ tâm trạng vui lắm, hoàn toàn tin vào bổn nguyện của Phật, không có chút nghi ngờ gì hết, tâm tư rất thoải mái. Nhưng Đức nói đúng rồi, người bị bệnh mà được cái tâm trạng này đặc biệt nè, chú nhờ cái tâm trạng này nè mà bệnh tình của chú đứng lại, mà chú tin rõ ràng không, nghiệp nặng báo nhẹ, công nhận không? Người niệm Phật mình phải tin chỗ này là nghiệp nặng báo nhẹ rất rõ ràng. Cái nghiệp mình rất là nặng, nhờ mình tu mình niệm Phật, mình ăn chay mình phóng sanh, mà cái nghiệp nặng nó báo nhẹ. Cái bệnh giống như chú là người ta đau đớn cực kỳ và người ta chết hết rồi. Còn riêng chú vẫn còn sống mà nó không có đau đớn bao nhiêu là nghiệp nặng báo nhẹ, nhờ tu. Vợ cũng tu, chồng cũng tu, con tu luôn. Chú nói chuyện như Đức, chú nói rồi thiệt là con mừng được ở trong đây, thầy lo hết, không bận tâm lo âu gì hết. Chứ nếu như con ở nhà là con chết rồi, sống nổi mà chết còn đọa lạc nữa chứ. Nhưng Đức nói đúng 100% là như vậy, nhờ cái phước duyên của chú và chú tin bổn nguyện mà được như vậy. Còn trong chùa mình có một chú cấp trước, ông mới vô đây, nhìn ông quý vị biết rằng là ông bệnh gan bệnh viện, biết cái mặt ông vàng mà nhìn cái mặt kỳ cục lắm kìa. Vậy mà từ khi mà chú vô đây bắt đầu là chú niệm Phật, rồi chú công quả, rồi mỗi ngày những Đức nói chuyện, những Đức khuyên cứ chân thật tin vào bổn nguyện niệm Phật đi. Bây giờ chú trở lại một con người bình thường luôn, mà chú khỏe cực kỳ khỏe. Mới mấy buổi trước những Đức nói như vậy, nhưng mà phải tiếp tục tin bổn nguyện niệm Phật, chứ đừng có thấy nó khỏe rồi bắt đầu cái tâm nó bắt đầu là nó vọng động cái chuyện gia đình, nghe không? Cái thời gian trước bệnh đau không làm được gì cho gia đình, mong muốn mình được khỏe mà niệm Phật là quý lắm rồi. Bây giờ chú khỏe chú niệm Phật đó, chú phục vụ tam bảo đó. Còn con cái bây giờ nó lớn, để cái phước duyên của con cái nó đường sao nó được, chú cứ cố gắng chú lo niệm Phật cái bản thân chú cho thật tốt đi, tức khắc gia đình chú nó sẽ tốt. Còn bây giờ chú khỏe một cái là chú vọng động cái chuyện là lo gia đình, chuyện này chuyện kia, bắt đầu nó mai mốt mà chú mà trở về nhà mà tu yếu xuống, nó quay lại một phát là nó quất chú rớt liền chứ không giỡn đâu. Chú phải nhớ đó. Chú nhớ có người chú hồi xưa vô chùa không, bệnh mà cái bụng to thiệt to lên, ở trong chùa mà niệm Phật thời gian nó khỏe vô cùng khỏe. Khi nó vừa khỏe một cái bắt đầu là cái tâm nó vọng động cái chuyện gia đình, nhớ vợ nhớ con, vừa nghĩ vậy một phát là bệnh nó trở lại liền. Khi bệnh nó trở lại bắt đầu tu không nổi nữa, bắt đầu là quyết định xin về nhà, vừa về nhà tuần sau chết, thấy không? Nên phải nhớ rằng khi chúng ta mà phát cái tâm mà niệm Phật á, cái tâm đó nó mạnh dữ lắm. Nên khi cái tâm lực đó nó mạnh vô cùng thì nó chuyển cái nghiệp lực. Nhưng mà mình mà vừa đỡ đỡ cái bắt đầu là cái tâm của mình nó yếu lại, nó chủ quan, nó yếu lại. Yếu lại thì bệnh nó quay lại, là bắt đầu nó quất mình cái rớt. Nên con người niệm Phật của mình á, cái quan trọng vô cùng là mình phải phát một cái tâm lực, nguyện lực cho nó mạnh. Tâm lực này, cái nguyện lực này nó chuyển cái nghiệp lực, phải nhớ. Nên mình là người niệm Phật, dù cho cái thờ thế nó đang có kiếp nạn, bệnh hoạn đủ chuyện, nhưng mà phải phát tâm lực, nguyện lực thiệt mạnh đi, thì nó chuyển nghiệp lực hết. Nếu mà nhiều người phát lên như vậy thì nó có thể chuyển nghiệp lực, cái quả địa cầu này nó giảm kiếp nạn liền, chắc chắn luôn. Mỗi một người nó phát cái tâm lực, nguyện lực cho mạnh lên để niệm Phật. Quý vị coi dịch bệnh hơn một năm nay nó cứ kéo dài, dây dưa. Mình là người tu mình sẽ biết được rằng đây là đúng là cái kiếp nạn mà mình chúng sanh mình đã tạo ra. Bây giờ đến lúc chín mùi nó quay lại. Cầm cự cái gì là nhờ một số tôn giáo, Phật giáo, một số người người ta tu, người ta cầu nguyện. Mà nó cứ tiến lùi hoài. Nó chưa phát triển đến mức cực điểm như ở nước mình. Chứ một số nước trên thế giới nha, đó là một số nước là nó chết cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ nó cũng chưa xong đâu. Nên chúng ta phải cố gắng mà niệm Phật. Nên nhiều người mình mà nghe được Phật Pháp rồi mình phải trân quý. Biết đâu nó quay một phát một cái là mình cộng nghiệp luôn. Tại vì cái lực lượng mà tạo nghiệp của chúng sanh nó quá mạnh.
Còn mình thì tạo phước duyên tu hành ít người quá, trong 100 người có được 2-3 người tu, quá ít. Nên từ nơi đó mỗi một người chúng ta mà gặp được pháp môn niệm Phật thì mình niệm Phật mình phải phát một cái tâm lực nguyện lực cho mạnh, để cái nghiệp lực mà của chúng sanh nó bao phủ lấy mình. Nhưng mà nhờ cái tâm nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà lỡ mình có cộng nghiệp trong đó, mình cũng là phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì mình có chết ở trong đó đi chăng nữa cũng được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nó phải kiên cố tâm cho mạnh mẽ vậy đó. Nó giống như có một cái chú, ông cũng ở Hà Nội vô đây cộng tu. Ông đang tu rất là bình thường, bởi vì chùa mình nó thật sự mà nói, cái đặc biệt là giữ điện thoại giùm. Hay thiệt. Nếu chùa này mà mỗi người cầm chiếc điện thoại là thua, đố mà tu được luôn. Mỗi người bạn bè hay người thân gia đình cứ báo chuyện này chuyện kia chuyện nọ thì người trong đây sao tu? Sao tu đấy quý vị? Chú tu được mấy tuần chú an lạc vô cùng. Tự nhiên quý vị biết rằng là bữa chủ nhật chú mượn điện thoại chú điện một cái là tự nhiên gia đình, vợ nói là rằng sanh là gì, cấp tốc tranh thủ chạy về liền. Thì những đức hỏi chú nói có cảm ứng. Những đức nói niệm Phật không cảm ứng với Phật mà cảm ứng với vợ. Việc này cái tâm của mình nó phát ra, nó dính cùng với cái nghiệp duyên, hiểu không? Có nghĩa là mình mà niệm Phật, mình mà được tu, mình phải tin hoàn toàn bổ nguyện. Khi mình tin bổ nguyện hoàn toàn, mình mà tu cho thật là tốt, lạ lắm. Cái duyên trong nhà, trong gia đình của mình tự nhiên sẽ có người đến giúp đỡ hết trơn. Nó rất là lạ vậy đó quý vị. Chứ đừng có nói rằng cái việc này chính tay mình phải ra tay làm việc đó. Nếu là mình mà có được cái duyên niệm Phật, nên khi mà gia đình mà cho mình đi tu, đi niệm Phật, mình cứ thật thà mình lo niệm Phật thôi. Tại vì họ cho mình đi tu, đi niệm Phật, mình cứ thật thà mình làm đúng cái trách nhiệm tu hành đó cho tốt. Nên những đức thường phiên cái đại chúng trong chùa, người thường trụ trong chùa, những đức nói đừng có bận tâm suy nghĩ, nhưng cứ lo niệm Phật cho thật là tốt đi. Niệm Phật mà tốt, tu tốt, tất cả những việc đều có an bài hết rồi, đừng có lo nặng nề chỉ cho nó mệt. Có lo có nặng nề là việc này mình phải làm. Còn nếu như mình hoàn toàn niệm Phật cho thật là tốt, tu cho thật là tốt, phục vụ chúng sanh cho tốt, thì tất cả những việc gì gia đình mình, chuyện này chuyện kia, tức khắc việc đó là bổ nguyện của Phật A Di Đà giải quyết. Nếu là đủ duyên, toàn bộ là bổ nguyện sẽ sắp xếp hết. Phải tin chỗ này, còn nếu không mình tu mà mình phải nghĩ rằng cái việc đó mình phải làm, thì tức khắc quý vị rất là cực, dù có thành công cũng cực vô cùng. Nhưng mà khi thành công rồi mình nghĩ rằng việc này là mình làm. Còn nếu hoàn toàn tin vào bổ nguyện thì cái gì cũng tin vào bổ nguyện. Thành công hay thất bại đều là do bổ nguyện, do là phước duyên của mình. Nếu mà việc này nó không thành công, quý vị có miễn cưỡng cũng không thành công. Còn việc này nó thành công, để nó tự nhiên nó cũng thành công. Nên hoàn toàn tin vào bổ nguyện. Chỗ này rất hay, rất là đặc biệt, phải nhớ. Nên mỗi một người tu chúng ta, cái tâm lực, nguyện lực phải mạnh, phải phát lên. Đó, nhất là trong những cái thời điểm mà dịch bệnh nặng nề gì. Có nghĩa là toàn tâm toàn ý của chúng ta là chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc không. Còn cái cuộc sống ở cõi đời thì mình sống vui vẻ, mình khuyên người ta an lạc vui vẻ. Nhưng mà mình chỉ có đúng một cái niệm, đó là sanh cực lạc thôi. Chứ không có ý niệm gì mà ở cõi đời này mình làm gì gì lớn lao, hoặc là tôi có cái nguyện làm việc gì ở cõi đời này chứ. Có nghĩa là mình làm được những việc tốt, được lợi ích cho mọi người thì mình làm đó đó. Nhưng mà thật sự đều là do nhân duyên và phước báo chúng sanh, và mình cũng đủ duyên, mình thuận duyên, mình làm thì mình làm thôi. Chứ ngoài ra mình không có nghĩ rằng là mình phát nguyện mình phải làm cái việc đó. Mình chỉ có đúng một nguyện là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn việc tốt thì phải làm, là làm vậy thôi. Còn nó được không được, đó là duyên phước của mình, duyên phước của chúng sanh, tùy duyên. Hiểu không? Chứ không có đặt cái vấn đề về cái nguyện ở cõi đời này nghe quý vị. Mình đọc đề cái nguyện cõi đời này, có khi mình làm chưa xong mình dính lại á đó. Nên không có một cái nguyện nào thù thắng bằng cái nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên đại lão Hòa Thượng Ấy Hiền nói một câu: tất cả việc thế gian là giả, chỉ có niệm Phật là thật. Chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc là thật thôi, còn việc thế gian là giả. Người ta thương mình cũng giả, người ta ghét mình cũng giả, người ta đội trên đầu cũng giả, người ta đạp dưới chân cũng giả.
Sự thật là như vậy mà. Nếu như chúng ta mà có thể nhận thức được, ca sĩ, cư sĩ, tu sĩ, quý vị hãy nhìn đi, cuộc đời con người có những lúc thăng hoa, kẻ bưng người bợ, rồi một ngày nào kẻ liệng suốt, kẻ dậm người đạp, quý vị có không? Nên là giả mà. Chúng ta bị cái giả này, bị cái phước hữu lậu này nó buộc ràng mình ở trong danh lợi, được người ta khen, người ta quý, người ta thương yêu, mừng, thấy thích thú vô cùng. Ai tán thán mình là mừng quá cho mừng. Còn ai chỉ cần động đậy chê mình chút là mình hận, mình trách. Nó là giả mà mình bị nó buộc ràng mình rồi. Nó là giả đó quý vị, không có thật đâu. Bữa nay người ta khen mình cũng là giả, mà bữa nay người ta chê mình cũng là giả đó. Chỉ có cái tâm mình chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc là thật thôi. Cái chuyện này phải công nhận nó là như vậy mà. Phải tin, phải tin 100%. Đừng có bị cái thứ giả dối đó nó lôi kéo, buộc ràng mình. Nên cuộc đời con người mình có khi người ta khen mình, người ta tán thán mình, rồi có những người nổi tiếng lên chút, giả đó quý vị ơi, không có thật đâu. Coi chừng một ngày nào mình ngã ngửa đó. Rồi có những người quý vị biết rằng khi mà nổi tiếng rồi, rồi kẻ bưng người bợ, khi mà tiếng tâm có vấn đề, chuyện gì xảy ra với mình chút thôi là người ta tránh xa mình, dùng mọi cách để mà mình trở lại cái thờ hoàng kim đó. Nó có người mình bị cái giả lôi kéo thì thấy không, không thoát được đó. Nên sống trong cái cuộc đời này, mình là người tu hành phải hiểu. Ai tán thán quá, trong lòng mình cũng suy nghĩ, mình được như vậy không mà tán thán dữ. Kệ tán thán đi thôi. Tôi nghĩ tôi đâu có được tới như vậy đâu mà tán thán dữ. Để một ngày nào khi người ta chê trách mình nói tôi biết mà, tôi đâu có như được như vậy đâu mà. Tại mấy người tán thán tôi chứ tôi đâu có quan trọng nặng nề quá. Hiểu không? Nghĩa là phải tính trước cái cuộc đời của mình. Người mà hiểu được cái lúc mình đang thành công là mình đã suy nghĩ cái lúc thất bại, thì cứ thành công bình thường thì có sao đâu. Nhưng mà mình nghĩ cái chuyện nếu có thất bại đến với mình thì sao, mình phân tách cái chuyện lỡ mình bị thất bại, sự cố đến với mình, mình vẫn phải sống bình thường, không bị ngã ngửa. Hiểu không? Con người sống ở cõi đời này phải suy nghĩ vậy đó. Chứ không có cái gì mà lúc nào cũng hưng thịnh mà không si đó quý vị. Thấy không? Có thịnh thì có si, có thành thì có bại, có được thì có mất, có trẻ thì có già, thì có già thì sẽ có chết, nhất định là như vậy thôi. Thấy không? Đó, nên mình nghe Phật pháp mình khuyên nhau như vậy nè. Thì mình sống cuộc đời này ngày hôm nay giờ này là mình thấy vui rồi. Mình có thể nghe được Phật pháp, mình có thể niệm Phật, mình có thể có cơm ăn áo bận cũng được rồi. Cuộc sống vui vẻ, huynh đệ gặp nhau tay bắt mặt mừng, không có đến nỗi mà mình mà gọi là cầu cao xa quá quý vị à. Nên cuộc đời những đức á, chưa bao giờ suy nghĩ làm cái gì cao xa quá. Chứ mình mỗi ngày mình lo được cho các cụ già niệm Phật mình cũng cảm thấy mừng rồi. Còn những việc gì mà đủ nhân duyên thì mình làm được tốt thì mình chân thật làm. Nhưng cái việc mà tốt nhất của mình cố gắng làm là mình niệm Phật mỗi ngày và phiên người ta niệm Phật, và phiên hàng Phật tử khắp nơi đem máy nghe pháp tặng cho mọi người để gieo duyên pháp môn tịnh độ. Đem máy niệm Phật tặng cho mọi người, và trong nhà để máy niệm Phật xuyên suốt, đi đâu cũng đem máy niệm Phật cứ làm gì tới cùng luôn, cứ vậy mà làm. Cứ ngày nào như đứa cũng phiên vậy, tại mình mỗi ngày ở đây làm gì mà. Nó rồi con nít vô chùa mình cũng niệm Phật, lễ Phật. Chùa mình bây giờ chánh điện lớn, người lớn niệm Phật, chánh điện nhỏ con nít niệm Phật, phòng hộ niệm thì các cụ già yếu niệm Phật, mấy bà già xe cầu que ẩm ở đó ngồi ghế niệm Phật. Ở bên đạo tràng niệm Phật bên kia cũng vậy, chánh điện lớn thì người lớn niệm Phật, chánh điện 48 người thì 48 người niệm Phật, chánh điện mà nhỏ xíu mà kế cái chỗ mà phòng hộ niệm thì mấy thằng con trai nít nó niệm Phật. Còn
cái chỗ mà cái phòng nhỏ nhỏ kế khu nhà cụ ở, thì nhà Đức lựa mấy bà già yếu nhất đi không nổi thì qua đó ngồi, khoảng mấy chục bà ngồi có niệm Phật. Nghĩa là mỗi một điểm nó niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm rinh rang xung quanh chùa, ấm áp vô cùng. Đó, quý vị biết rằng là cái từ trường trong chùa nó tốt vô cùng. Quý vị biết có một đạo tràng này nha, họ nói lúc trước cái nơi đó nào là trộm cướp, nào là ăn cắp giặc dữ lắm, mà dân giang hồ lãng tử nó cứ dê dặn ở khu vực nó nhiều. Nhưng mà từ khi cái đạo tràng đó nó phát triển niệm Phật, nó niệm Phật lên cái tự nhiên cái người đó nói, Nhân Đức nói không biết sao ngộ thầy ơi, ít có vụ ăn trộm, mà mấy cái người mà nhìn mặt mày mình thấy mình sợ nó đâu mất tiêu chưa. Nhân Đức nói cái bộ nguyện của Di Đà thù thắng lắm, cái nơi nào niệm Phật là cái nơi đó những cái thành phần không phải tự nó tránh hết trơn. Thí dụ như trong một ngôi chùa niệm Phật, quý vị mà phát triển niệm Phật cho mạnh lên thì những người không niệm Phật nó tránh đi chỗ khác, những người nó cái tâm niệm nó không đúng đắn thì đi chỗ khác. Chỉ có những người mà phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc là ở lại thôi. Phải tin chỗ này, phải nhớ. Trong gia đình cũng vậy, chỉ cần có một người niệm Phật mà chân thật, lão thật niệm Phật thôi thì gia đình này nó sẽ hoàn chỉnh từ từ. Quý vị đừng bao giờ niệm Phật mỗi ngày mà cầu nó hoàn chỉnh. Quý vị chỉ cần lo niệm Phật và chính mình hoàn chỉnh mình nè, mình sống an lạc, mình sống vui vẻ, mình sống tự tại, đổi cái tính tình hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn của mình lại, trở thành cái tâm rộng rãi khoan dung. Mình niệm Phật, cái hành động mình cứ như vậy mà niệm Phật, rồi từ từ không cầu chuyển nó cũng sẽ tự chuyển. Chính cái hình thức quý vị mà chuyển gia đình. Thì nhìn thấy quý vị tu có sự thay đổi, nhìn từ mình mà chuyển họ, hay lắm. Cái này là phải tin á, phải chân thật tin mà làm á. Có nhiều người niệm Phật á, là họ niệm Phật mỗi ngày họ cứ cầu nào là chồng, nào là con, nào là gia đình, chuyện này việc kia chuyện nọ, cầu cho tai qua nạn khỏi. Họ niệm Phật mà họ cứ cấm ngay cái tâm những con người không tu không à. Còn cái này á, những Đức muốn nói với vị nghe, mình niệm Phật là mình cấm ngay cái tâm mình đang sửa nè, rồi mình lo niệm Phật rồi cái tâm mình phải sửa mình cho tốt, mình vui vẻ an lạc tự tại chính cái hành động mình trước nè, rồi tức khắc nó sẽ có một cái chuyển xây tất cả những người bên cạnh mình. Mình được nó mới chuyển sang những người bên cạnh. Còn mình chưa được cái gì chứ mình cứ nghĩ người ta hoài như vậy, mà chính mình thì không chịu lo mình. Giống như nhà mình dơ mà không chịu quét, mà cầm chổi đi quét nhà người ta thì người ta không thích mình, mà người ta còn muốn chửi mình. Vì sao nhà bà dơ quá mà bà làm chuyện báo đồng, đúng không? Mình phải quét nhà mình cho thật sạch, để người ta nhìn cái nhà mình sạch, tốt, đẹp, đàng hoàng, rồi lúc đó người ta sẽ tức khắc muốn học theo cái cách quét của mình. Nên nó gọi là chuyển mình mới chuyển được người. Còn nhiều người tu mình là muốn đi chuyển người ta không mà quên chuyển mình, hiểu không? Nhân Đức mỗi ngày cũng đâu có nói là chuyển quý vị gì đâu, nhưng mà Nhân Đức tu học niệm Phật, Nhân Đức nêu lên vậy để mình cùng tu, và mình khuyên mọi người cùng tu vậy thôi. Cái nguyên lý là như vậy đó. Nên tức khắc con người mình, cái tâm mình nó an lạc mỗi ngày, dù biết rằng là mình vẫn còn là phàm tăng, nó không phải hoàn toàn đúng. Nên Nhân Đức thường nói với hàng Phật tử, pháp môn niệm Phật là đặc biệt thù thắng, Phật pháp là đặc biệt, gặp Phật pháp là mừng lắm rồi. Tu được bao nhiêu là do mình tu, muốn đạt đến đỉnh cao nhất cũng do mình tu. Còn nếu như mà mình làm sai là mình chịu, chứ không có dính dáng Phật pháp trong đó. Đừng bao giờ mình quý một người nào, lỡ người đó sau này người ta cái gì mang tiếng mang tai, mình thất vọng rồi mình bỏ Phật pháp, cái đó là do tại vì dại khờ gì gán chịu nghe. Chúng ta đều là phàm phu thì có những lúc đúng, những lúc sai, đó là chuyện của mình. Còn Phật pháp tồn tại gần 3.000 năm nay, Phật pháp là chân lý, không có sai. Sai là do con người mình. Thí dụ như dù Nhân Đức đem Phật pháp giới thiệu, nhưng mà Nhân Đức là phàm phu, nếu như Nhân Đức làm không được đó là chuyện của Nhân Đức. Quý vị làm được là quý vị được lợi ích của quý vị à. Đừng bao giờ mắc tín tâm với một con người mà mình bỏ luôn Phật pháp, đó là dại. Phải nhớ nghe. Có những người dù là người ta nói rất hay, quý vị làm đúng như vậy vì được lợi ích, nhưng họ không làm thì họ không lợi ích.
Phật pháp quan trọng nhất là thực hành. Phải nhớ Phật pháp quan trọng là mình phải thực hành. Nên Phật mới nói là tự đốc đuốc mà đi là như vậy. Chính mình thực hành thì chính mình được lợi ích. Chứ mình tu hành nhìn thấu buông xuống thì mình được lợi ích của cái chuyện tu của mình. Còn cái người kia người ta làm không phải là chuyện của người ta. Phải nhớ. Nên mình tu học mình phải hướng đến chánh tín, đó là tin Phật, tin nhân quả. Hiểu không? Chứ ngoài ra có nhiều người tu hành cứ là quý mến ai là dính mắc người đó, chạy theo, đeo đẳng theo người ta. Đeo đẳng theo, một ngày nào cái chuyện gì nó bùm 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 bùm, nó nổ lên cái tự nhiên thất vọng, chán nản, bỏ tu. Tại vì sao? Vì mình mỗi ngày chạy theo mê tín. Chứ nếu như mình hướng đến chánh tín, tin nhân quả mà mình tu thì không có cái chuyện mình thất vọng ai chứ. Tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà. Người ta được có cái duyên chia sẻ, chứ đâu phải là người ta là Phật Bồ Tát gì đâu. Hiểu không? Phải nhớ. Nên ở cõi đời này là chúng ta mỗi người phải lo tu thôi, mỗi người phải lo niệm Phật thôi. Chứ chúng ta đều còn là phàm phu không mà. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thầy tu thầy đắc, mà trò tu trò đắc, không tu thì không đắc. Nói quý vị coi trong cái thời cuộc này ai vớt ai không. Nên mỗi người mình phải siêng năng tinh tấn mà tu. Chứ ai vớt ai, quý vị coi. Bây giờ chúng ta ra khỏi nhà còn có khi đi không được. Bây giờ quý vị mới nhìn ra rõ ràng thấy chưa. Lúc bình thường đi đến chùa chiền đồ, thầy trò đồ ngon lành đúng không. Bây giờ chùa cũng đóng cửa luôn, chứ quý vị khỏi đi đến được luôn. Quý vị nhìn rõ ràng lời của Phật dạy phải tự đúc đúc mà đi không. Nên mỗi ngày đưa lên một phương pháp cho tu. Chứ mai mốt rồi bắt đầu là ổn định trở lại, mở cửa chùa ra không, bắt đầu học trò đến, thầy hôm nay khỏe không thầy, được này kia được. Thầy khỏe lắm. Trong thời điểm dịch bệnh cách ly, thầy ở chùa tu cũng cầu nguyện cho các con quá trời luôn. Cầu nguyện cho các con tai qua nạn khỏi, gia đình được an vui hạnh phúc. Thầy ghi cái tên này, thầy đọc lên cho con coi. Thầy ghi một sớ, thầy để mỗi ngày thầy tụng kinh, thầy tu, hồi hướng cho các con quá trời luôn. Lúc đó bắt đầu đẩy thêm câu nữa. Bởi vì con ở nhà cũng thấy mát mẻ ghê, thấy vui quá trời luôn. Chắc nhờ thầy hồi hướng đó đúng không? Đúng, đúng. Trời ơi, cảm ơn thầy quá trời. Thôi để con gỡ chút đỉnh cúng dường. Nên quý vị biết rằng mình lo tu đi, Phật pháp là xác thực. Những đức ở đây, những đức lo, những đức tu, những đức phiên các cụ chùa tu, những đức phiên quý vị tu. Chứ không có ai ăn giùm cho ai đâu quý vị, thấy không? Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng mà. Làm gì có cái chuyện những đức ăn mà quý vị no, có không? Rồi quý vị ăn những đức no, có không? Không có chuyện này đâu. Những đức ở trong mát thì những đức mát, quý vị ở ngoài nắng thì quý vị nóng. Chứ làm gì có cái chuyện những đức ở trong mát mà quý vị ở ngoài nắng mà mát, mắt ké, không có đâu. Xác thực đi quý vị. Nó nên mình ở đây thì mỗi ngày vẫn niệm Phật bình thường. Đại chúng đồ đến niệm Phật, kệ đi hết lòng. Mỗi một người chúng ta niệm Phật, bất cứ ở đâu niệm Phật, cũng cầu nguyện, có cái tâm đó một chút, cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn quá giải. Có tâm vậy thôi, chứ tôi cũng nói cá nhân ai chứ, phải không? Mình tu là mỗi ngày mình hồi hướng, tặng hư không khắp pháp giới, không cá nhân ai chứ. Rồi mỗi ngày như Đức nói chuyện gì là phiên quý vị phải cùng niệm Phật, phiên nhau cùng niệm Phật. Rồi quý vị đủ duyên, quý vị gặp người, quý vị phiên nhau cùng niệm Phật. Rồi đem máy nghe pháp tặng cho người ta, để người ta nghe, để người ta niệm Phật, phát tâm ăn chay trường phóng sanh, vậy thôi. Phải xác thực nghe quý vị. Đó, nên bệnh đau gì đi chăng nữa, đến với chúng ta cũng niệm Phật. Chuyện một chút chết, ngày mai chết là chuyện của nó. Chuyện giờ này phải niệm Phật, hoàn toàn tin vào bổ nguyện, cầu sanh cực lạc, vì được. Vì chắc chắn rằng sống trong cuộc đời này, sống buổi nào, ngày nào sẽ vui ngày nay, tốt đẹp. Không có bận tâm nặng nề, lo âu gì hết. Chỉ cần chân thật lo niệm Phật, những gì việc tốt được chân thật làm, vì được. Vì là tốt rồi đó quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng nghe được pháp môn tịnh độ, phát lòng tin kiên cố, dù gặp cảnh ngộ gì ở đâu cũng lo niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về
không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.